come on over, let's pick up where we left off. You and I, lots of love just to top it off. We can wind and dine for days, never let it stop. I just want your everything, baby. Maybe later we can dance, never let go. Listen to our favorite songs. Hello, xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và các bạn ơi, ngày hôm nay thì mình ngồi đây, như là đã hứa thì mình sẽ review cho các bạn một dòng nước hoa mang thương hiệu nội địa của Trung Quốc, đó là Ximen. Và cách đây khoảng một tháng thì mình có review về cái dòng nước hoa Ximen nhưng mà dạng sáp đúng không nào. Còn ngày hôm nay thì mình sẽ quyết định review 10 mùi hương của dòng nước hoa Ximen dạng ống lăng các bạn nha. Các bạn ơi, trước khi bắt đầu video thì mình cũng xin nhắc lại rằng là cũng như video lần trước thì mình cũng sẽ lần lượt mở ra từng chai nước hoa và mình sẽ đứng trên phương diện là một người tiêu dùng lần đầu tiên trải nghiệm cái mùi nước hoa của 10 chai nước hoa này. Và bây giờ thì mình xin mời các bạn bắt đầu video nhé. Các bạn ơi, và mùi hương đầu tiên mà chúng ta sẽ review đó chính là Oolong Tea các bạn nha. Và nếu như chúng ta nhìn qua cái bao bì của sản phẩm á, thì chúng ta cảm thấy là nó mang một cái hương vị, một cái mùi hương rất là thanh tao đúng không nào. Và trước khi chúng ta mở hộp ra thì chúng ta cũng phải xem sơ về bao bì nha. Các bạn hãy nhìn xem, chai nước hoa của chúng ta được gắn vào một cái vỏ mica trong suốt các bạn nha. Nhìn khá là bắt mắt. Và khi chúng ta lật ra phía sau thì chúng ta sẽ thấy là wow, toàn chữ Trung Quốc không các bạn ơi. Chúng ta sẽ thấy được cái ngày sản xuất và hạn sử dụng các bạn nha. Và cái biểu tượng này nó cho chúng ta biết được rằng là chúng ta sau khi mở nắp chai nước hoa thì chúng ta sử dụng tốt nhất trong vòng 36 tháng nhé. Đây là chai nước hoa sau khi chúng ta đã mở bao bì rồi. Nhìn rất là xinh xắn đúng không nào. Với dung tích là 15ml á, thì mình nghĩ là các bạn rất là dễ dàng mang theo khi đi ra ngoài đúng không nào. Và nếu như các bạn gõ nhẹ vào dưới đáy chai thì chúng ta sẽ biết được rằng đây là chai làm từ thủy tinh các bạn nha. Và cái lớp mà các bạn thấy bằng thủy tinh đục như thế này thì thật ra nó chỉ là một lớp tem thôi, chứ cái chai của nó là thủy tinh trong suốt các bạn nha. Thì chúng ta sẽ mở nắp chai ra và chúng ta sẽ thử mùi hương của em nó nhé. Các bạn lưu ý rằng là đây là nước hoa dạng lăng các bạn nha. Thì khi chúng ta mở ra chúng ta sẽ có một cái đầu bi lăng. Các bạn nhìn xem, nhìn chai nước hoa rất là xinh xắn và dễ thương đúng không nào. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành thử chai nước hoa lên trên tay của mình. Và mình sẽ ngửi thử mùi hương của nó để cho các bạn xem thử các bạn nha. Khi chúng ta cho nước hoa lên tay á, thì cảm nhận đầu tiên là chúng ta sẽ thấy một cái mùi rất là nhẹ nhàng và thanh tao luôn các bạn. Cảm giác nó giống như là một cái hương vị trà đó các bạn. Và nếu như các bạn để ý kỹ thêm một xíu nữa thì nó sẽ có một chút hương hoa nhẹ giống như là hương hoa lài đó. Nếu như các bạn mang một cái phong cách thật là nhẹ nhàng và nữ tính thì các bạn có thể nghĩ đến chai nước hoa mang tên Oolong Tea này các bạn nha. Các bạn ơi, mùi hương tiếp theo mà chúng ta sẽ review đó chính là Coconut Milk các bạn nha. Và nếu như chúng ta dịch nôm na thì có thể gọi là sữa dừa đúng không nào. Nghe cái tên thôi là chúng ta đã cảm thấy là em nước hoa này rất là ngọt ngào và dịu dàng đúng không nào. Bây giờ chúng ta sẽ mở hộp em nó và chúng ta sẽ xem mùi hương của em nó có tuyệt vời như là chúng ta vừa đoán không nhé. Các bạn ơi, khác với lại Oolong Tea thì Coconut Milk á, khi mà các bạn vừa mở ra các bạn sẽ nghe một cái mùi hơi gắt nhẹ ở phía đầu chai các bạn nha. Và bây giờ thì chúng ta sẽ thử lên trên tay để xem là em nó khi lên trên tay á, cái mùi hương nó có đỡ gắt hơn hay không. Và các bạn lưu ý rằng là tất cả các dòng nước hoa á, khi mà chúng ta ngửi trực tiếp ở trên chai á, lúc nào nó cũng sẽ gắt hơn khi mà chúng ta thử lên da các bạn nha. Nhận đầu tiên của mình khi thoa em nước hoa này lên trên tay thì nó mang một cái hương sữa dừa rất là đặc trưng luôn nha các bạn ơi. Và nếu như các bạn không thích cái mùi quá ngọt và quá gắt á, thì các bạn không nên chọn chai nước hoa này các bạn nha. Bởi vì chai nước hoa này khi lên trên tay rồi nó vẫn còn có một cái mùi gắt của sữa và dừa rất đặc trưng luôn. Các bạn ơi, về cảm nhận riêng của bản thân mình á, thì mình rất thích những cái mùi ngọt cũng như là những cái mùi có vị đậm một chút xíu. Tuy nhiên là với cái mùi Coconut Milk này á, thì nãy giờ mình ngửi mình cảm thấy nó cứ choáng choáng như thế nào á. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Mùi hương tiếp theo mà chúng ta sẽ review đó chính là Whale Horn. Và theo như mình Google dịch thì nó có nghĩa là cá voi rơi. Ok, và có thể là mình dịch cũng không chính xác lắm đâu các bạn ơi. Bây giờ thì mình sẽ mở hộp nước hoa ra nhé. Nếu như chúng ta nhìn vào bao bì á, thì chúng ta sẽ cảm giác là em này sẽ mang một cái hơi hướng thanh mát đúng không nào. Tuy nhiên nó vẫn có một cái sự dịu dàng và dễ thương bởi vì nó điểm những cái ngôi sao kim tuyến như thế này các bạn nha. Mà chúng ta thoa chai nước hoa này lên trên tay á, thì chúng ta sẽ cảm nhận được là một cái mùi hương rất là trung tính luôn các bạn. Và nó tạo cho chúng ta cảm giác rất là thanh mát, cảm giác có một xíu gì đó vị cam và vị quýt ở trong chai nước hoa này các bạn nha. Và nếu như các bạn muốn những cái mùi hương thanh mát và nhẹ nhàng thì các bạn có thể chọn mùi hương này các bạn nha. Mùi hương tiếp theo của chúng ta đó chính là Ice Cream Girl.
Và các bạn ơi, trước khi mà mình review cái dòng nước hoa Eye Cream Girl này á, thì mình cũng sẽ lưu ý với các bạn rằng là trên video á, các bạn sẽ thấy là mình sẽ thử lên một cánh tay thôi đúng không nào. Tuy nhiên thì ở ngoài thực tế á, thì mình đã phải lau khô và sau đó mình để cách nửa tiếng đồng hồ, xong sau đó mình mới thử tiếp những chai nước hoa khác để đảm bảo là mình sẽ review được cái mùi hương chính xác nhất dành cho các bạn nha. Mình rất là ấn tượng với lại thiết kế của nước hoa Cimen này luôn các bạn. Tất cả các chai nước hoa dòng Cimen mà ống lăng như thế này nè, mỗi chai đều có một cái bao bì được thiết kế riêng, rất là đẹp và bắt mắt đúng không nào. Và đối với cái chai Eye Cream Girl này nè, chúng ta sẽ thấy nó rất là nữ tính và dễ thương các bạn ha. Như hồi nãy mình đã nói á, thì chai nước hoa này nó được dán một cái tem đục các bạn nha. Còn chai nước hoa nó trong, do khi mà mình mở cái chai Eye Cream Girl này ra thì cái bao bì nó hơi chốc nhẹ, do đó mình sẽ quay cho các bạn xem luôn các bạn nha. Bây giờ thì mình sẽ dán em nó lại thôi để cho em nó vẫn còn xinh và đẹp đúng không nào. Bạn ơi, khi thử chai Eye Cream Girl lên trên tay á, thì mình cảm nhận được cái mùi của hương cam chanh nè các bạn. Đồng thời nó có một cái hương ngọt nhẹ của vani các bạn nha. Cái mùi hương của Eye Cream Girl cũng là một cái mùi hương mà mình sẽ gợi ý để cho các bạn chọn trong bộ sưu tập nước hoa Cimen của các bạn nha. Tiếp theo của chúng ta đó chính là Freesia và Innisfree. Và nếu như các bạn để ý ở trên bao bì á, các bạn sẽ dễ nhận biết được đây chính là mùi hương của quả lê các bạn nha. Và bây giờ thì chúng ta hãy mở hộp ra và chúng ta sẽ cảm nhận mùi hương chính xác của em nó khi lên trên da như thế nào. Khi mà chúng ta mở chai nước hoa này ra thì chúng ta sẽ nghe được ngay cái mùi hương của quả lê các bạn nha. Đồng thời nó sẽ có một chút mùi của hoa hồng đó các bạn. Nó cảm giác rất là dễ chịu luôn. Và mình nghĩ là chai nước hoa này á, nó sẽ là một trong những cái sự lựa chọn đáng giá nhất của dòng Cimen nước hoa lăng các bạn nha. Chai nước hoa tiếp theo của chúng ta mang một cái tên rất là hay, đó là Dream of Say. Theo mình dịch nôm na ở trên Google, đó chính là giấc mơ của hiền nhân. Nghe thật là thánh thiện đúng không nào? Các bạn để ý á, thì trên bao bì của chai nước hoa có in hình cây hoa lavender các bạn nha. Như vậy chúng ta có thể đoán được là cái mùi hương chủ đạo của nó là mùi của hoa lavender. Các bạn ơi, các bạn có để ý ở trên video không? Khi mà mình mở nắp chai của chai nước hoa này á, thì chai nước hoa này nó còn cái dung tích không có đủ như ban đầu các bạn ơi. Vậy là mình nghĩ là trong quá trình vận chuyển á, là chai nước hoa này nó đã bị đổ ra ngoài rồi. Hèn chi lúc mà mình vừa mở cái hộp giấy ra thì mình thấy cái mùi nước hoa nó sồng sọc luôn á các bạn. Chúng ta thử chai nước hoa này lên trên tay á, thì các bạn sẽ cảm nhận được một cái mùi hương lavender rất là đặc trưng luôn các bạn ơi. Tuy nhiên đối với những cái bạn mà không thích cái mùi hơi gắt thì chúng ta không nên sử dụng mùi hoa lavender này các bạn nha. Bởi vì nó sẽ mang đến cho các bạn cái cảm giác hơi chóng mặt khi mà chúng ta ngửi thấy cái mùi hơi gắt của nó. Theo là mùi Dream of Heart. Chúng ta thấy bao bì của sản phẩm này thì chúng ta sẽ cảm nhận được là chai nước hoa này rất là nữ tính, ngọt ngào, đồng thời cũng rất là trẻ con và tinh nghịch đúng không nào? Bởi vì có hình biểu tượng của chú ngựa pony và bảy sắc cầu vồng nữa nè các bạn ơi. Chai nước hoa này nó được viết tắt là Unicorn, nghĩa là chú ngựa pony á các bạn. Nhìn rất là dễ thương đúng không nào? Và bây giờ chúng ta sẽ thử nó lên trên tay và chúng ta sẽ cảm nhận mùi hương của em nó các bạn nha. Khi các bạn thoa lên trên tay á, thì các bạn sẽ cảm nhận là em nó có một cái mùi rất là ngọt ngào của hương hoa, đồng thời cũng có mùi ngọt ngào của hương trái cây nữa các bạn ơi. Và cái mùi hương của nó không hề gắt các bạn nha. Do đó nếu như các bạn muốn cái sự nữ tính và tinh nghịch thì các bạn có thể lựa chọn cái chai nước hoa Unicorn này các bạn nhé. Mùi hương tiếp theo của chúng ta có một cái tên rất là dễ thương, đó là Kill a Breath, nghĩa là sự dễ thương của những trái nho đúng không nào. Và nếu như các bạn nhìn ở trên bao bì, các bạn sẽ thấy có một chai rượu, thì mình đoán đây là một chai rượu vang các bạn nha. Bởi vì đa số rượu vang đều làm từ nho các bạn ơi. Cảm nhận đầu tiên của mình khi thử chai nước hoa này lên trên tay là một cảm giác rất là dễ chịu và thư giãn các bạn ơi. Bởi vì nó có một cái mùi nho giống như là mùi rượu trái cây á các bạn. Đồng thời thì đâu đó nó vẫn có một hương vani rất là ngọt ngào. Do đó những bạn nữ tính nè, và những bạn thích những cái mùi ngọt và những cái mùi dễ chịu thì các bạn có thể chọn cái em nước hoa này nha. Và mình nghĩ rằng là mùi hương này sẽ là một đối thủ đáng gờm trong cái bộ sưu tập 10 mùi hương của Cimen ngày hôm nay các bạn nha. Hương tiếp theo của chúng ta cũng là một mùi có hương trà các bạn nha. Và ở đầu video thì chúng ta đã xem về em Oolong Tea. Và ở đây thì chúng ta sẽ có biểu tượng của lá trà xanh các bạn nha. Bây giờ chúng ta sẽ mở hộp em nó và chúng ta xem cái mùi hương của em nó có thật sự thanh mát như mùi trà không nhé. Cảm giác lần đầu tiên của mình khi mà mở hộp em nước hoa này, đó là một cái hương trà rất là nhẹ nhàng và thanh mát các bạn nha.
Và đồng thời nếu như các bạn thoa lên da trong một cái khoảng thời gian nhỏ thôi thì các bạn sẽ cảm nhận được cái vị ngọt của hương vani nữa các bạn nha. Do đó em nó rất là phù hợp cho đa số các bạn gái muốn cái sự nhẹ nhàng tinh tế, đồng thời cũng không kém phần ngọt ngào của hương vani. Và chúng ta lại có thêm một ứng cử viên sáng giá trong bộ sưu tập nước hoa Cement của chúng ta rồi đúng không nào? Ta-da! Và các bạn ơi, đây là mùi hương thứ 10, cũng là mùi hương cuối cùng trong bộ sưu tập nước hoa Cement ngày hôm nay của chúng ta. Và em nó có một cái tên rất là ngọt ngào và dễ thương, đó là Honey Peach Angel. Nhận đầu tiên của mình khi thoa em nước hoa này lên trên tay, đó là một mùi đào khá là dễ chịu. Và nếu như các bạn đã xem video lần trước của mình, thì trong bộ sưu tập nước hoa sáp, chúng ta cũng có một mùi đào khá là thú vị đúng không nào? Do đó thì em này cũng là một em đối thủ đáng gờm trong bộ sưu tập 10 mùi của Cement ngày hôm nay các bạn nhé. Các bạn ơi, nếu so sánh về độ lưu hương của những em nước hoa này thì mình thấy độ lưu hương của em nó cũng ở mức trung bình thấp thôi các bạn nha. Khi nó lên trên tay mình á, thì trong khoảng 1 tiếng thôi thì cái mùi hương của em nó nhạt đi rất là nhiều. Tuy nhiên thì với cảm nhận của mình, với dòng nước hoa giá bình dân này thì chúng ta có thể linh động mua cả 10 chai nước hoa để chúng ta có thể thay đổi mùi thường xuyên và chúng ta không bị ngao ngán với những mùi hương mà chúng ta đã quen thuộc quá rồi đúng không nào? Trong khoảng tuần sau thì chúng ta sẽ có thêm video review về dòng body mist của Cement các bạn nha. Các bạn đừng quên đón xem trên kênh Cẩm Ú Vlog. Còn bây giờ thì mình xin kết thúc video clip ngày hôm nay tại đây và mình hy vọng rằng là các bạn có những trải nghiệm thật là vui với những video của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video clip lần sau. Tạm biệt. Maybe later.